Đồ cao thanh trường, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em lên cần lên một lên đi cần và ít máy nha, có mấy ngàn mới đứng. Cần và máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship, phí ship là 30 đến 35 ngàn trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832 620 524, Zalo cũng vậy, 0832 620 524. Rồi, đầu tiên bên em có bán loại cước nhện thế này nha, cước nhện siêu dẻo siêu bền, loại này là 0.32 sức tải là 12 kg này, 0.48 sức tải là 24 kg. Loại này là chia giá cực rẻ cho anh em luôn, một cụm này giá chỉ 40k một cụm nha, 40k một cụm cước cung nhện màu trắng. Rồi, đầu tiên là em lên cần câu rồi lên mấy câu nha. Đầu tiên là hai cây cần cây đây, hai cây cần tay, một cây cần là 3m60 này, cũng hàng Japan luôn nhưng mà ngoại hình có cũ, ngoại hình có cũ theo thời gian nha, ngoại hình có cũ có xước theo thời gian đây. Đó, gì khác. Đây hai cây cần này đi, hai cây cần 2m70 hàng giả trúc đi, hàng nội địa Nhật nha. Đây ngoại hình cần này, ngoại hình cần rất là đẹp nha, ngoại hình cần rất là đẹp. Máy cày là độ cứng là 1,5H, độ dài mới có này. Thường 1,5H. Rồi cái này cứng là 1,5H này, độ dài là 2m70 này, chất liệu phíp này, đầu cúc ra khá là mới nè. Rồi cái này là cái số 2. Cái số 2 này để cho độ cứng cây này là cũng 1,5H, độ dài cây này là 2m70. Một cặp này để cho anh em giá là 260k hai cần nha. 260k hai cần 2m70 này, hàng giả trúc hàng nội địa nha, hàng cực đẹp luôn. 260k mã số 1 hai cần. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng tiếp tục là một hai cây cần tay giả, một cây là 2m70 này, hàng nội địa luôn. Một cây là hàng giả trúc, cặp này cũng hàng Japan hết nha. Đây, ngoại hình cần. Ngoại hình cái cần 2m70 này nè, là đồ cứng nó cao nhưng mà nó ngoại hình ngồi nó có bị cũ theo thời gian này, nó sờn màu hết trơn rồi này. Rồi cái này mã số 2 nhưng mà đồ cứng cái này nó cao, cái này cứng tầm khoảng là 2,5H nha, 2,5 đến 3H. Đây đầu khúc này phô cần trong là còn rất là mới nhưng nó bị sờn màu ở bên ngoài thôi. Tiếp tục cái số 2, cái này là 2m70. Cái này là cứng là 1,5H nha. Cái này hai bị kẹt đỏ. Đây. Đây. Đọt của nó đây. Đọt của nó là cứng là 1,5H này, độ dài là 2m70 nha. Đọt này đọt hình tháp này, đọt đồng phượng. Thân của nó đây. Thân của nó có sơ xước dầm dầm nhẹ này. Nói chung là ngoại hình cái cần này cũng còn tương đối mới. Rồi hai cây này cũng để cho anh em giá là 260k hai cần. Tẩy mắt cái khúc cước này nè, đút vào của nó hay bị cắn, để cắt cái khúc cước này đi. Rồi 260k hai cần, 2m70, chất liệu là phíp. Tục mã số 3 cũng tiếp tục là một cây chặt cần. Một cặp cần, một cây cần là 3m1 và một cây cần là 2m60, chất liệu là phíp đây, họ hình này, phô cần cực kỳ đẹp luôn nha, phô này màu cực kỳ nổi bật luôn này. Đấy, mấy cây này là lau chùi rồi là mới lắm. Cây này cứng mấy hát, cây này cứng là 2H. Đây. Cứng 2H này, độ dài là 2m60, chất liệu phíp, hàng mới tinh luôn. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cây này cứng mấy hát, rồi cây này cũng cứng là 2H, độ dài cây này là 3m1 này, chất liệu là phíp này. Đầu khúc ra phô cần cũng còn rất là mới luôn. Rồi cái này, cặp này cũng để cho anh em giá là 260k hai cần. 260k hai cần mã số 3. 260k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một cây cần. Một cây cần này là chiên cho anh em câu bè, anh em về luôn relock cũng được, rất là sướng luôn. Rồi patch pussy này, hàng Olympic Span, độ dài cái này là 2m1, dòng tim đỏ này. Đây, khoen của nó là khoen inox thế này đây. Khoe nắp nha, loại này là khoe nắp, anh em ra cước đồ rất ok, không bao giờ bị xước cước được nha. Loại này anh em nếu mà lưu relock thì cỡ cứng cỡ M
Đây, Pat Pusey dàn khoe inox hàng Olympic Span, độ dài là 2m1. Loại này cụ bè luôn, rê lóc rồi rất là sướng. Rồi cái này mã số 4. Cái này để cho anh em giá là Pat Pusey nha. Rồi, cái này để cho anh em giá mã số 4, cái này để cho anh em giá là 280k. Tiếp tục mã số 5. Rồi, mã số 5 là một cái càng ISO khoe nhỏ, hàng này thì hao hàng siêu xịn rồi. Mà bán cho anh em một cặp luôn nha. Một cây 48 và một cây là 46 này. Hai cây cần là hai cây cần đây qua Japan này, đây, đây qua nha. Đây qua Japan gặp hàng mới mới này, đây qua này, đây. Để em lên cây 48 trước, đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Cái này là độc 3, độ dài là 4m80 này, phô cần rút ra cực kỳ mới luôn nha. Cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy. Rồi, hai cây cần ISO khoe nhỏ, cần tay trời máy. Độc 1, độ dài là 4m80, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ. Loại này thích hợp về cho anh em làm cần tay nè. Rồi, tiếp tục là cây 46, đây ngồi hình cần. Mấy cái cần này là siêu đẹp luôn nha. Mấy cái cần này thì giá hơi cao một chút. Đây, độc rút ra này. Đấy. Độc rút ra này, phô cần, anh em phô cần cực kỳ đẹp, cực kỳ đỉnh luôn nha. Loại này anh em về làm cần tay thì phô quá đỉnh luôn. Rồi, cây này mã số 4, hai cần ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy, cần siêu đẹp. Cặp cần siêu đẹp luôn nha. Rồi, cây này để cho anh em giá là hai cần. Hai cần là để cho anh em giá là rồi, hai cần này để cho anh em giá là 480k hai cần nha. 480k hai cần, một cây là 48 và một cây là 46. Hàng đây qua Japan hết, siêu đẹp. 480k. 480k hai cần nha. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 cũng tiếp tục là một cái cần ISO khoe nhỏ, nhưng mà cây này thì khá là xịn nha. Patabat Fuji, cây này là đầu 2, độ dài là 54 này, hàng Olympic Japan nha. Dàn khoe là dàn khoe Fuji này, hàng khoe mũi tinh luôn nha. Đây, đầu quốc ra này. Rồi cái này là đột 2 nha, đột 2 độ dài, cái này là 54 này, đột ra phô cần này, cực kỳ đẹp nha. Giá cái này là hơi cao một chút nha anh em. Cái này để cho anh em giá là 280k, mã số 6, 280k, ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy, càng khá là xịn. 280k, và khoe là Fuji ISO nhỏ. Đây, đột 2 độ dài là 54. Hàng còn khá là đẹp mới. Rồi 280k, mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là hai cây cần tay. Mã số 7 tiếp tục là hai cây cần tay. Một cây là 3m60 và một cây là 3m30 đây, hai cây cần này. 3m60 và 3m30 này, chất liệu là phíp nha. Ngoại hình mấy cây cần này là nó bị dính bụi thôi, dính bụi với xe xước nhẹ thôi. Đây, em lấy trước là cây 3m30 này. 3m30 cây này cứng mấy hát? Rồi, cây này cứng là 2H. Cứng 2H, độ dài cây này là 3m30 này, chất liệu phíp nè. Cô cần rút ra là còn khá mới nè. Rồi tiếp tục cây mã số cây 3m60. Rồi. Cứng là 1.5H, đầu rút ra nè. Rồi cặp này để cho anh em giá là 300k thôi nha. 300k hai cặp. 300k hai cặp. 3m3 và 3m60. 300k hai cặp nha. Chất liệu là phíp. Ngoại hình cộng cần còn khá mới đẹp. Đây. 300k hai cặp, mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Em lên chút những cây này còn mấy cây này nha. Mặt số 8. Đây, mặt số 8 tiếp tục là một cái cặp cần. Một cây là 3m4 và một cây cần là 3m30. Đây, cây cần 3m4 này nè. Ngoại hình thân cần này, anh em nhìn kỹ nha. Đây, ngoại hình ngăn cần là có bị sơ xước nhiều nè. Anh em thấy sơ xước chăm chăm nhiều không? Sơ xước chăm chăm nhiều nè, thấy không? Đấy. Cái này đầu phút ra nè. Độ cứng mấy hát, độ cứng cái này là 1.5H đây. Nói chung là cây càng này nó xước nè. Đó, này đột này thì không bị xước. Đột này nó cũng bị xước sơn nè. Chung là cây này bị sơ xước rất là nhiều. Đấy. Cây này là 3m4. Tiếp tục là cây này là 3m30, chất liệu là phíp. Cây này là đây. Cây này cứng mấy hát? Rồi cây này cứng là 3H nha. Cây này cứng 3H này, phô càng này cực kỳ chắc chắn nè. Phô càng cây càng này rất là ngon. Trên cái phô cần này rút rất là ngon này. Rồi cây này mã số 8, hai cây 3m30 và 3m4, một cây ngon và một cây bị sơ xước sơ. Rồi cây này mã số 8 để cho anh em giá là 290k hai cần nha. 290k hai cây cần này. Rồi mã số 10, mã số 9 chứ, mã số 9 là một cây cần sang xì mịn, một cây cần rất là xịn luôn nha.
Đây tay cầm là cú chỉ nè, độ dài cây này là 3m70. Đây phô cần này, phô cần cực kỳ đẹp này, đấy phô cần cực kỳ đẹp luôn nha. Cần tay chắc liền phíp, độ dài cây này là 3m70, hàng hậu địa Nhật. Cái này là do nghệ nhân Nhật làm nha, hàng rất là sang xịn mịn luôn. Cái này là cứng là 1,5H thôi, đọc quốc ca này, phô cần cực kỳ đẹp. Mấy cần này là giá nó hơi nhỉnh lên một chút nha, hơi cao một chút nha anh em. Rồi cây này mã số 9, cây này để cho anh em giá là 260k, 3m70 này, hàng do nghệ nhân Nhật làm cắt tem này, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây anh em nhìn nè, việc phô cần thì còn rất là mới luôn, cái này mới dính bụi thôi, lau lại cái mới tinh luôn. Phô cần rất là đẹp, 260k mã số 9. Tiếp tục mã số 10, chút đi mấy xong. Mã số 10 tiếp tục là một cây cần súp, độ dài cây này là 2m70 nè. Đây một cây cần súp, cây này là hàng Shimano nha, hàng Shimano Japan này, patch Pusisic này, patch Pusisic, patch cực kỳ bền bỉ luôn. Mấy dòng này là dòng nâu đồng cấu đá nha. Ngoại hình cái cần thì có bị sơ xước sơn này, đây có bị sơ xước sơn nha. Đây dàn khoen nó, đây dàn khoen nó là dàn khoen lỡ xứ xám này, đề ba của nó là Fuji nhưng mà nó lại là xứ trắng nha. Rồi cây này là cứng là 25-27 à, độ dài cái này là bao nhiêu? Cái này chỉ 1m80 thôi nha anh em, em nhầm, 1m80, chắc liệu là phíp, cứng 25-27, thích hợp cho anh em lưu relock cô ngâm đấy. Nội hình cần có sức hội loại là nâu đồng cấu đá. Rồi cái này mã số 10 này nè, khoen xịn nha, xịn này, đầu bu là Fuji xí trắng này, còn khoen chạy của nó là khoen xứ đen nha, bát là bát Fuji xích luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 290k. Tiếp tục mã số 11 cũng vậy, 11 cũng là một cây cần súp, độ dài cây này là 3m30 này, dòng Procaster đây, Procaster này, patch Pusi nha, dàn khoe này, dàn khoe cũng dàn khoe lỡ xí xám đây, khoe lên khoe ngồi này, khoe này cũng dạng như khoe Pusi nha, cực kỳ chắc chắn. Khoe này là chống bị rỉ rét luôn này, chống rỉ rét luôn nha, chống bị rỉ rét. Rồi cái này cứng là 27, gọi hình đầu khúc ra có sơn này, xứ sơn này, đầu khúc ra này. Rồi cây này mã số 11, súp 3m30, chất liệu là phíp, dàn khoen là dàn khoen lỡ xứ xám, patch Fuji 3m30. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k nha, 300k súp 3m30. Tiếp tục mã số 12 tiếp tục là một cây cần súp này. Cây này thì nó rẻ này, hàng thì còn rất là mới nha, nhưng mà cây này nó rẻ là tại vì nó là cũng khoen Fuji nhưng mà nó là khoen nhựa carbon, patch Fuji FF6 này, độ dài là 3m nha. Dàn khoen nó đây, dàn khoen nó là dàn khoen Fuji xứ trắng mà khoen nhựa nha. Đây cây này là cứng là 27, đầu khúc ra mới tinh luôn này, đầu khúc ra mới tinh luôn nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 230k, đầu khúc ra mới tinh, độ dài là 3m, chất liệu là phíp, new suit cutter, hàng mới tinh luôn. Cái này hầu như hàng mới tinh luôn nha. Rồi 230k mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài cây này là 4m50, một cây cần ISO khoen nhỏ này, cần tay trợ máy. Một cặp này luôn đi. Một hai cây là 4m50 đi. Hai cây cần ISO khoen nhỏ 4m50 này, ngoại hình cần này. Đấy, ngoại hình cần thì có sơ xước nha. Đây, ngoại hình cần có sơ xước nhẹ này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ đây. Rồi em này là đột máy đây. Rồi em này là đột 3, độ dài là 4m50 này, chất liệu là phíp này. Mấy dòng này về làm cần tay thôi cực đỉnh luôn. Rồi hai cái cần ISO khoen nhỏ, đầu phút ra này, có sơ xước nhẹ thôi. Tiếp tục cây này cũng mấy 4m50 nha. Ngoại hình cái cần này thì có cũ hơi thời gian, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Cây này là đột 2, độ dài là 4m50 này, đầu phút ra này. Rồi mã số 13, cặp cần này để cho anh em giá là, rồi rồi cặp cần này để cho anh em giá là 450k hai cần nha, 450k hai cần. Đây hai cái cần ISO khoen nhỏ 450k mã số 13. Đi đường tí à. Tiếp tục mã số 14 tiếp tục là một cái càng ISO khoen nhỏ,
14 tiếp tục là một cây càng ISO khá nhỏ, độ dài cây này là 3m60 này, patch là patch Tu Si nha, ngoại hình càng thì khá là đẹp mới nè. Mới tin luôn. 3m60 dòng tem vàng. Hàng nội địa Nhật, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Em này là đột 3 nha, đột 3 độ dài là 3m60, chất liệu là fit, đầu quốc ra này, phô càng này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi cây này mã số 14. 14 cây này để cho anh em giá là 240k nha, 3m60. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là hai cây cần tay. Một cây 3m60. Hai cây càng 3m60 này, đây. Hai cây càng 3m60 này, cây này này. Ngoại hình anh cây này là anh em nhìn này, ở ngoài nó bị dính bụi nhiều nha, nhưng nhìn cũ thế này nhé. Cây này mà lau chùi ra đánh rất là xịn luôn này, 3m60. Hàng rất là đẹp. Cây này mà đánh ra rất là đẹp luôn, cứng là 1,5H. Đây. Thô cần cứng 1,5H nha, độ dài là 3m60. Cái cần này người ta đánh rất là nhiều nha, nên bị sơ xước rất là nhiều. Có ở ngoài này thì nó bị dính bụi nhiều thôi. Đây là lau chùi ở ngoài này rất là này, tem nội địa Nhật này, tem. Rồi. Tiếp tục một cây càng 3m60 này, dòng tem vàng này. Đấy, hàng mới tinh luôn. Rồi, mã số 15, hai càng. Cái này cứng mấy hát? Cứng là 1,5H. Đầu của ta phô càng rất là mới. Rồi, mã số 15, hai càng. Để cho anh em giá là hai càng 3m60. Rồi. Hai càng. Rồi, hai cái càng này để cho anh em giá là 350k nha, 350k hai càng. Mã số 15. Tiếp mã số 16. 16 tiếp tục là một cây càng tay rất là sang xịn mịn luôn, cây này là 3m60 nha, cây càng này thì thôi. Tay cầm là cũng chỉ này, đấy, cây này thì rất là hàng rất là xịn nha, mới tinh luôn, 3m60 này. Cái này là do người nhân Nhật làm này, 3m60 này. Cái này cứng mấy hát? Cái này cứng là 1,5H thôi. Cái này là cứng là 1,5H này, đầu quốc ra này, phô cần này. Rất là mới đẹp nha. Rồi cái này mã số 16. Mã số 16 này để cho anh em giá cái này là khá là cao nha. Cái này là hàng rất là đẹp luôn. Đấy, có sức nhẹ chỗ này này, hàng mới tinh luôn. Rồi, 260k mã số 16. Tiếp tục mã số 17. Rồi, 17 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 2 một cây cần tay độ dài là 2m70 và một cây cần tay là 3m20 đây, hai cây cần đây. Đấy. Đấy 2m70 và một cây cần là 3m30 nha. À 20 nè. Cây này giới thiệu trước. Cây này cứng mấy hát? Mã số 17. Cây này là cứng là rồi cây này cứng là 5H. Cứng 5H nha, chất liệu phíp này, đầu quốc ra phô càng cực kỳ đỉnh nè. Loại này chuyên cho anh em săn hàng. Rồi một cây 2m70. Cái cứng 5H nha, 3m20. Cái cây này cứng mấy hát? Rồi cây này cứng cỡ 3H. Hàng cũng mới tinh luôn. Rồi, cặp này để cho anh em giá là 400k hai càng nha. 400k hai càng, một cây 5H 3m20 và một cây là 2m70, 400k hai càng. Tiếp tục mã số 18. Rồi. 18 tiếp tục là một cây cần tay, cái này là khá là hàng khá xịn nha, loại này là khá xịn, chất liệu là phíp đỏ. Đây tay cầm là anh em nhìn cái cán cà nó cúng là anh em biết là hàng rất là xịn rồi này. Đấy, này phô cần nó đây, phô cần nó là vòng phô cần ngọc bích nha, hàng rất là xịn luôn. Cái này là giá là hơi cao một chút. Rồi mã số 18 cái này là cứng là tầm 2,5H, chất liệu phíp này, độ dài cái này là 3m70 này. Đây phô cần này, cái này lau chùi ra là cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn nha. Anh em nào chốt cái này về săn hàng đồ câu rất là đẳng cấp luôn nha. Phô cần thì cực kỳ bền luôn. Rồi, cái này mã số 18. Cái này để cho anh em giá là 290k. Tiếp tục mã số 19. 19 là một cái cần tay độ dài cái này tới 6m này, một cái cần tay độ dài cái này là 6m1 này. Phô cần khá là to nha. Đây cái này dòng này là có pha với carbon, đây cực kỳ đẹp nè. Thon cần là cỡ phi 34 nha anh em, rất là to. Rồi cái này cứng là rồi cái này cứng là 3H, cứng 3H, độ dài cái này là 6m1 này. Phô cần rút ra này, cái này là hàng Olympic Span nha, hàng nội địa Nhật, mã số 19. Đấy, phô cần này thì thâu cực kỳ đỉnh, mấy hàng mà dài 6m trở lên rất là hiếm luôn nha. Rồi cái này để cho anh em giá là
400k, 400k nha, 6x1 400k. Hàng rất là hiếm luôn. 400k 6x1. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần tây đùi dài, cái này là 6x30 này, chiên cho anh em săn hàng này. 6x30 này hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy. Phô cần này, cái này cũng do người Nhân nhặt làm này, cực kỳ đẹp luôn nha, phô cần này. Rất là đỉnh luôn. Đây, người ta cúng này, cúng cái đầu cần này. Đấy. Cái này cứng là 3H đầu phúc ra này. Phô cần cực kỳ đẹp luôn, cứng 3H nha. Phô cần cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này mã số 20. Phô cần cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, cái này là để cho anh em giá là hơi cao nha. Cái này do người Nhân nhặt làm. Cần rất là to, phi cái cần này cũng khoảng 34 nha, chiên cho anh em săn hàng thôi. Đây, cần rất là đẹp mới nè. Rồi cái này mã số 20. 20 này để cho anh em giá là 430k nha. Tiếp tục mã số 21. Mấy hàng mà 6 mấy trở lên là rất là hiếm luôn. Rồi, tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cây cần tây độ dài, cây này là 4m50. Đây, một cây cần tây chất liệu phíp này, hàng Olympic Japan. Cây này nó chỉ có một cái điểm xấu á, là cái chuỗi cuốn chỉ này này, người ta cúng hơi xấu này, này, thấy không? Còn phô cần cây này lau chùi ra cũng còn khá đẹp này, có sự xước nhẹ thôi. Cây này có bọc chống nổ lông cần nè, có bọc chống nổ lông cần này. Đây. Rồi, cây này mã số 21 này, độ cứng là 1,5H, đột rồng phượng này. Đột là đột hình tháp, gọi là đột rồng phượng nha. Đấy, mấy dòng này là chống nổ lông cần. Đầu phút ra này, đấy, chống nổ lông cần này. Rồi cái này mã số 21, cần tay chất liệu phíp, độ dài là 4m50. Phô cần thì em lau chùi ra là rất là đẹp, sẽ gửi cho anh em nha. Còn cái này nó bị chỗ này nó xấu này, để em cúng chỉ nhẹ lại cho anh em nha. Rồi cái này mã số 21, cái này đi cho anh em giá là 230k. Tiếp tục mã số 22. 22 cũng tiếp tục là một cái cần tay chất liệu là phíp, độ dài cái này là 4m80. Cái này thì rất là đẹp, tự nhiên cái chỗ này nó bị xước sơn chắc đây này. Cần phô cần rất là đẹp, tem cung cá này, bản đồ địa nhạc này, 4m80 này. Bị bông sơn chỗ này, một tiếng chỗ này chắc. Đây. Bọc chống nổ lông cần này. Bọc chống nổ lông cần nha. Đây. Này cứng máy hát. Rồi cái này cứng là 3H, đủ cho anh em săn hàng này. Có bọc chống nổ lông cần, rồi cái này cũng để cho anh em giá là 230k nha. 230k nha, đọc lúc ra khá mới luôn. 230k mã số 22. 4m80. Cần thì khá đẹp, chỉ có bị xước một cái lớp sơn chỗ này thôi. 230k mã số 22. Tiếp tục mã số 23. 23. Rồi em lên 4 cái cần này xong các em đã sẽ lên máy cho anh em nha. Rồi, một cái cần khá là xịn. Cái này là giá là khá là cao. Dòng Pro này. Pro bao này, cứng 50, độ dài là 3m60 nha. Cái này thu gọn lại là 80cm. Patrapat Fuji này, Patrapat Fuji nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Six này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Six nha. Đây, dàn khoen là Fuji Six này. Hàng cực kỳ đỉnh luôn. Cứng thì 50, 3m60, loại này thích hợp cho anh em câu lục. Đây, nổi carbon hai da này, nổi găng cùng cùng luôn này. Đây, carbon hai da, nổi găng cùng luôn bên trong này. Đấy. Hàng đây qua Japan nha. Dòng này là dòng đây qua Japan này. Carbon hai da này, nấu găng cùng cùng luôn. Đây, đây qua này, tem vàng này, Patpusi nha. Cái này là hàng nội địa Nhật, dòng Pro, cứng 50, 3m60. Cái này giá là khá là cao nha. Cái này giá tới 1.200.000 luôn. 1.200.000 này, hàng khá là đẹp. Quen là quen xích, Pat là Patpusi vàng. Đây, cứng 50, 3m60, thu gọn 80cm. Mã số 23, 1.200.000. Tiếp tục mã số 24. 24 cũng tiếp tục là một cây cần súp. Cây này là độ dài là 4m25. Đây, ngũ hình cần này. Ngũ hình cần đây, ngũ hình cần có sự xước nhẹ này. Patrapat Fuji, dòng là sút Hunter này. Hàng nội địa Nhật, dàn khoen là dàn khoen Fuji gập đây. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập này. Đấy. Cây này là cứng là 33 nha. Cứng 33, độ dài cây này là 4m25, chất liệu là carbon này. Đột ra phúc ra phô cần này. Loại này chiên cho anh em đánh cá lớn nha, săn hà, đánh lục xa bờ. Ngồi hình cái cần này có bị xước sơn chỗ này thôi, còn lại là phô cần khá là mới đẹp nha. Rồi cây này mã số 24, sút carbon, sút carbon 4m25, dàn khoen là dàn khoen Fuji gập, Patrapat Fuji, hàng cũng hàng nội, hàng này là hàng của Olympic Japan, hàng nội địa Nhật nha, Olympic Japan nội địa Nhật.
Rồi cây này để cho anh em giá là 1.400.000 nha. Mã số 24, tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cây càng xích, 25 tiếp tục là một cây càng xích dòng Alpha Techco này, dòng chữ kiểu nha. Đấy, Alpha Techco chất liệu là carbon sáng vàng. Patapat Fuji vàng 3m90, dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch nha. Đấy, đầu chúng ta phô gần này. Đấy. Cái này là cứng là 25 27, độ dài cái này là 3m90 này. Thích hợp cho anh em đánh lục con ngâm lăn xe, mã số 25. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch, ngũ hình càng khá là đẹp. Có nói chung là có xúc góc này, có sơ xước nhẹ thôi. Còn lại là ngũ hình khá là mới nha. 3m90 tem vàng. Rồi cái này mã số 25, cái này để cho nên giá là 1.100.000. Tiếp tục mã số 26. 26 là một cái càng sút, cái này là hàng đây, cứng 30 này, độ dài cái này là 3m90 này, pass hãng nha, pass hãng là pass ra hãng gặp này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp nha. Dàn khoen Fuji gặp này cứng 30 này, đầu khúc này phong càng cực kỳ chắc chắn luôn. Loại này thích hợp cho anh em đánh lục xa bờ luôn nha. Đánh lục xa bờ, sân hàng. Phô cái càng này được sơn là cái màu dặn như màu cao cấp titan á. Rồi cứng 30, độ dài là 3m90, pass thẳng, dàn khoen là khoen Fuji. Rồi ngọn hình càng đây có đấu trạm này. Rồi cây này mã số 26, cây này để cho anh em giá là 26. Rồi cây này để cho anh em cứng 30 nha, để anh em giá là 1.200.000. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây càng 27 là mấy câu đi. Rồi một con máy câu khá là xịn sò. Đây, mã số 27 là một con máy câu khá là xịn sò nha. Dòng em bên chiên cho anh em luôn relock này, máy cực kỳ êm mượt. Đấy. Dòng này là dòng Ranger Thái Lan xuất nhập. Ngoại hình cần máy nó có bị sơ xước chỗ này nè. Mọi thứ hoạt động tốt hết, mô bi sống đủ tay trái phải nha. Con này chiên cho anh em luôn relock câu mực, câu lờ cảm giác, câu tôm câu mực nha. Máy cực kỳ êm mượt luôn. Rồi. Máy dòng này thì nó giá nó hơi lờ cao một chút, nhưng mà anh em đánh về anh em đánh 5-10 năm vẫn chưa hư, đảm bảo máy rất là ngon. Đây có sự sướng nhẹ này. Rồi cây này mã số 27 này này, máy rất là êm mượt luôn này. Con này để cho anh em giá là 360.000 nha, 360.000 con này, xây 1.000 thôi, máy rất là êm. Loại này anh em tải cá khoảng là 5kg rất là ok, chạy tới 4 bậc đạn này, hàng đây qua span chạy 4 bậc đạn, tay quay kim loại, cối kim loại và thân carbon. 360.000, máy cực kỳ êm mượt luôn. Con này lure lóc thì quá sướng, 360.000. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một con máy câu. Đây, 28 cũng tiếp tục một máy câu chiên cho anh em lure lóc luôn. Con này là xây thêm máy 2.500, xây thật con này tới 4.000 này. Ngoại hình cái con này là hàng Daiwa China xuất nhập dòng tim vàng nha. Đây ngoại hình này. Ngoại hình càng có bị sướng, con máy nó bị sướng sơn này. Sơn là nó gượng gượng lên thế này nha. Con này máy rất là mượt. Dòng này là phun carbon, tay quay kim loại, cối carbon và thân carbon đây. Máy rất là êm này. Chiên cho anh em con ngâm luôn, relock luôn. Đấy, máy rất là êm này. Thông số cước của nó là cước số 2 vào được 200m, cước số 3 vào được 150m. Gatio con này là 6.0. Đấy. Mã số 28. 28 con này cũng để cho anh em giá là bạc. Đây qua China xuất nhập. Ngoại hình ra máy thì rất là đẹp, có cái thân nó bị cái sơn nó bị gượng gượng nhẹ đi thôi. Gần lên nhiều hết nha, quả cả cái thân máy này. Rồi, 360.000 mã số 28. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một con máy ngang, con này là hàng nội địa Nhật này. Dòng này này, con này hàng nội địa Nhật nha. Đấy, máy cực kỳ êm này, con này có đồng hồ đếm số luôn. Giá cực kỳ đẹp, con này là hàng trưng bày nên chưa một vết xước. Dòng Spotlight, hàng một Spotlight nha, dòng này là hàng nội địa Nhật luôn này. Được sản xuất ở Tokyo Nhật Bản này. Đấy, máy cực kỳ êm luôn này. Đấy, rồi. Con này mã số 29. Đấy, con máy ngang này. Máy ngang tay phải nha, cầm cần tay trái, tay quay bên tay phải. Rồi, con này máy cực kỳ đẹp. Con này chưa xuống nước lần nào luôn, hàng trưng bày, hàng nội địa Nhật. Con này để cho anh em giá là 900.000. Gatio con này là 6.3. Sức tải của nó là tối đa là 5kg nha. Mắt là 5kg. Rồi con này mã số 29. Giá em này là 900.000. Tiếp tục mã số 30. 30 cũng tiếp tục là một con máy
cho anh em đánh lục xa bờ. Con này là hàng Made in Japan này, hàng con này là Ryobi Japan, con này là size tương đương khoảng 10.000, cước số 6 vào được 200 mấy, cước số 5 vào được 250 mấy và cước số 4 vào được 320 mấy nha. Dòng này cũng thuộc dòng là củng cố nông, size thương máy 5.000, size thật con này là khoảng 10.000, phun carbon 100%, dòng này là phun carbon 100% nha, thích hợp cho anh em câu biển kháng mặn tại câu hồ thủy điện luôn nha. Đấy, hàng Ryobi Japan. Rồi con này để cho anh em giá là siêu xịn, siêu rẻ. Rồi con này để cho anh em giá là 700k thôi nha. 700k, size 10.000, Ryobi Japan. Đây, 700k. Ryobi Japan nha, phun carbon, mô pin sống đôi tay trái phải. Rồi, 700k, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một con máy câu. Đây, 31 tiếp tục là một con máy câu. Con này là size khoảng là 6.000 nha. Gatio của nó là 3.8. Đây, ngộ hình máy thì nó thân là kim loại, cối là carbon, tay quay là kim loại. Máy thân với là cây quay này là cực kỳ khó gãy nha. Cối carbon cũng rất là ngon. Đây, hàng Ryobi Japan, Gatio là 3.8, size khoảng 6.000. Nhưng mà ngộ hình có thân máy này nó có bị sơ xước sờn sờn nhiều với thời gian này. Tại vì đây đấy, nhưng mà mấy dòng này thì câu rất là bền bỉ luôn. Cho anh em mà hay bị gãy tay quay hay là bị gãy cái bát máy này nè, dứt con này về đánh cực kỳ đỉnh, hàng Made in Japan nội địa Nhật nha. Con này mã số 31. Con này cũng để cho anh em giá là size 6.000. Để anh em giá là 390k thôi nha, 390k con này. Máy siêu ngon, 390k. Mã số 31. Tiếp tục mã số 32. 32 cũng tiếp tục là một con máy Shimano. Anh em nào là tín đồ của Shimano này, con này là cước số 4 vào được 240 mấy. Rồi con này tương đương với size khoảng 5.000. Gatio con này là 3.8 này, Gatio là 3.8, tay quay kim loại, cối carbon và thân kim loại, hàng Shimano đây. Mấy dòng này thì thôi anh em vừa chơi vừa sưu tầm nha. Anh em chơi đánh khoảng 10-20 năm vẫn còn nguyên luôn. Chắc là nó có bị bong sơn thôi, hoặc là để cho con tới con cháu câu luôn. Đấy, máy rất là bền bỉ luôn. Hàng Shimano thì khỏi phải nói rồi. Rồi con này size tương đương khoảng 5.000, mua viên sống đôi tay trái phải, mã số 32. Giá con này hơi cao một chút nha. Con này giá là 420k nha. Con này là 420k nè, hàng Shimano size 5.000. Máy rất là mượt luôn, mua viên sống đôi tay trái phải nha. 420k, mã số 31. Tiếp tục mã số 33. 33 cũng tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng Daiwa Japan. Con này cũng hàng nầu đồng cấu đá luôn, cối kim loại, tay quay kim loại, thân kim loại luôn. Đây, ngoại hình này, ngoại hình máy này, ngoại hình máy thì rất là đẹp này. Đấy, ngoại hình máy rất là đẹp nha. Có bị sơ xước nhẹ chỗ này thôi, có bị sơ xước nhẹ chỗ này thôi. Rồi con này mã số 33, xây thứ máy 1.000, xây thật là 5.000, mô vi sống đôi tay trái phải, ngoại hình máy đây. Đấy, xây thật con này là xây thứ máy 1.000 nha. Xây thật con này là mấy ngàn, 4.000 em nhầm. Cước số 2 vào được là cước số 2 vào được là 420 mấy, cước số 3 vào được 290 mấy, cước số 4 vào được 200 mấy. Rồi con này là size khoảng là 4.000 nha, 4.000, mã số 33, hàng nầu đồng cấu đá, phun kim loại. Con này để cho anh em giá là 400k, mã số 33. Tay thân kim loại, cấu kim loại, tay quay kim loại nha. Loại này thì thôi anh em về câu khỏi bây giờ sẽ gãy rồi. Tiếp tục mã số 34 tiếp tục là một con này chiên cho anh em sân hàng, anh em cẩu tra, cẩu hồ thủy điện, nói chung là anh em cẩu cá lớn tầm 10kg đổ lên là anh em đánh con này. Con này là dòng Ranger Thái Lan xuất Nhật. Con này là thông số cước của nó là cước số 5 vào được 160 mấy, cước số 4 vào được 200 mấy nha. Size tương đương con này tương đương là khoảng 6.000 nha. Size tương đương con này là khoảng 6.000. đây, máy đây, chiên cho anh em sang hàng. Mô pin sống đôi tay trái phải, Gatio con này là 5.4. Gatio con này là 5.4 nha. Máy rất là vượt luôn nè. Mô pin sống đôi tay trái phải, sân hàng. Rồi con này mã số 34, con này để cho anh em giá là 490k. Ngựa hình thì có sơ xước nhẹ thôi, có sơ xước đây. 490k, mã số 34. Có chỗ này cũng sơ xước nhiều nè. Tiếp tục mã số 35.
Rồi 35 tiếp tục là một cây cần tay độ dài cây này là 3 mét, chiên cho anh em săn hàng nha, chiên cho anh em săn hàng này. Cây này độ dài có 3 mét thôi, chiên cho anh em săn hàng một hình cần. Cây này là hàng Olympic Japan, cây này cứng mấy hát rồi, cây này cứng là 6 h, cứng 6 h này, hàng siêu hiếm, độ dài là 3 mét, chiên cho anh em săn hàng. Rồi cây này mã số 35, cần tay chắc liệu, cần tay giả trúc hàng nội địa Nhật, độ dài là 3 mét, cứng 6 h, mã số 35. Cây này để cho anh em giá là 230k. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cái càng, cây này nó bị tụt cái đít nên gắn cái giấy vào này, để em kiếm cái đít em gắn vào cho anh em nha. Đây, cây này là độ dài là 4m50 này, cần tay chắc liệu phíp, độ dài là 4m50 này. Đây còn hình cần có xíu nhẹ này, 4m50. Cây này cứng mấy h? Cứng là 1,5 h này, đột này là đột rồng phượng này, đột hình tháp, đột đột phượng, bốn cứng 1,5 h nha, chắc liền phíp, đột rút ra này, phô càng rất là mới luôn này. Cái này là chỉ bị lỗi một cái đít này nó bị tụt thôi này, để em kiếm cái đít em gắn vào nha. Rồi cái này mã số 36. 36 này để cho anh em giá là 220k. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cái càng hai khúc blue relock, cái này là độ dài là 1m80 này. Dòng là Fenger, khoen nó là khoen gold này, dòng này là khoen gold này, chiên cho anh em blue relock nha. Cái này là cứng là ML, độ dài là 1m80, chất liệu là carbon. Đấy. Cái này để cho anh em giá là 600k nha, hai khúc blue relock carbon, giá là 600k này, 1m80, độ cứng là ML. Hàng Japan, phát là phát hãng. Đây, dàn khoen là dàn khoen gold thế này đây. 600k, mã số 37. Tiếp tục mã số 38. 38 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc lưu rê lóc. 38 tiếp tục là một cây cần hai khúc lưu rê lóc. Cây này là hàng Ryobi Span. Cây này cũng độ cứng là ML nha. Ryobi Span độ cứng là ML này. Đấy, độ dài là 1m80 luôn. Độ dài là 1m83 chứ. Đây, phát là bát hãng này, bát Ranger này, dòng đời cao của thằng Ryobi nha. Dàn khoen này, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Rồi, hai khúc cần lưu rê lóc, độ dài là 1m83, chất liệu là carbon. Cây này nó có bị xấu một điểm là nó chặt bôn sáng vàng nha, xấu một điểm là cái nước sơ, cái chỗ keo này, keo cúng cái khoe này nó bị nở nổ lên nha. Đấy, rồi cây này để cho anh em giá là 900k, mã số 38. 900 tiếp tục mã số 39. Cây này 800k chứ em nha, 800k nha, mã 38. Tiếp tục mã số 39. 39 tiếp tục là một cây càng hai khúc. 39 tiếp tục là một cây càng hai khúc, chất liệu là carbon. Cây này là hàng Shimano Japan. Shimano Japan nha. Patapata Shimano luôn, nhắn bị bắt tay chỗ này rồi. Cây này là Patapata Shimano luôn nè. Dàn khoen nó là dàn khoen Fuji đây. Shimano độ cứng là ML, độ dài là 1m80 này, chất liệu là carbon này. Đấy, màu hình càng. Đấy, hàng Shimano thì đánh rất là xịn rồi. Shimano Patapata. Rồi, hai khúc blue relock chất liệu là carbon. Rồi cái này để cho anh em giá là 1 triệu nha. 1 triệu hai khúc blue relock, giá là 1 triệu. Cứng ML. Tiếp tục mã số 40. 39 cây càng nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0738326024, Zalo cũng vậy, 0832620524. Anh em đừng quên đăng ký kênh của em để xem video mới nhất nha. Rồi. Chúc anh em ngày làm việc vui vẻ, gia đình thật nhiều sức khỏe.